Là sinh viên năm thứ nhất, ngoài việc học, mỗi ngày bạn Lê Anh Phú dành khoảng 5 đến 6 tiếng làm thêm để phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống. Từ khi nghe thông tin Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất học sinh, sinh viên đủ tuổi lao động có thể làm thêm nhưng không quá 20 giờ một tuần trong kỳ học và không quá 48 giờ một tuần trong kỳ nghỉ khiến Phú không khỏi băn khoăn. Đa phần lương của sinh viên đều khá thấp, chỉ trung bình là 22 đến 25 nghìn một đồng một giờ. Nên là nếu mà làm có 20 tiếng một tuần thì không đủ để chi trả cho những chi phí sinh hoạt. Hiện đề xuất này cũng đang thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên. Mình thấy Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất sinh viên không làm quá 20 tiếng như thế là hợp lý. Bởi vì như vậy giúp sinh viên có thời gian để học tập và đạt được kết quả cao hơn. Theo mình thì cũng tùy thuộc vào hoàn cảnh của sinh viên và cái chuyên ngành mà sinh viên học. Ví dụ như là sinh viên sư phạm bọn mình thì có thể dành khoảng 15 đến 20 tiếng một tuần để thực hiện công việc gia sư, dạy thêm chẳng hạn thì có thể là hợp lý. Nhưng mà có một số ngành khác bởi vì đặc thù các bạn ấy cần phải ra ngoài để làm thêm những cái công việc cần nhiều kinh nghiệm, hoặc là có những bạn mà làm công việc bắt tham chẳng hạn, như là những bạn nếu các bạn không sinh sống ở Hà Nội thì các bạn lên đây để cần thêm thu nhập để hỗ trợ gia đình hay là đóng học phí, thì thực sự nếu mà 20 tiếng một tuần thì có vẻ là hơi ít. Cảm thấy thì cái việc mà quản lý sinh viên làm khoảng 20 tiếng một tuần nó khá là khó, bởi vì là sẽ có những trường hợp là tranh thủ sẽ đi làm và không báo cho như cả là nhà trường hoặc là các đơn vị quản lý để mà biết, để có thể kiểm soát được rõ ràng hơn. Dưới góc độ chuyên gia giáo dục, nhà giáo ưu tú tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, nguyên phó vụ trưởng vụ giáo dục Ban Khoa giáo Trung ương cho rằng, quy định giờ làm thêm tối đa cho sinh viên là cần thiết. Bởi lẽ, thực tế có một số sinh viên làm thêm quá nhiều ảnh hưởng đến quá trình học tập. Tuy nhiên, theo ông Sơn, việc kiểm soát số giờ làm việc của người học là điều không hề dễ. Cái mà tôi suy nghĩ đó là vấn đề khả thi. Bởi vì ngay tôi chưa nói đến giờ đi học của các em, những ngày học cũng nói, nhưng những ngày nghỉ của các em, từ thứ bảy chủ nhật gì đó hay là những ngày lễ hay là những ngày hè của các em, nó là quyền lợi của các em. Các em làm cái gì đó việc của các em, ai quản lý được? Nhà trường hay là hội sinh viên hay là đoàn thanh niên hay là ai là người quản lý việc này, hay là phải giao cho chính các em quản lý? Có lẽ là điều không tưởng. Với một số bạn sinh viên, ngoài việc học tập tại giảng đường, đi làm thêm cũng là một trải nghiệm rất thú vị, giúp các bạn có thêm kinh nghiệm, kỹ năng xã hội, có một khoản thu nhập để trang trải cuộc sống, phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, sinh viên nên chủ động cân đối thời gian phù hợp để tránh ảnh hưởng xấu đến quá trình học tập.